mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự báo triều cường giữa tháng 11 năm 2024 sẽ ở mức cao nhất trong năm 2024. Mực nước vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long dự báo ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Theo đó, thời gian xảy ra triều cường từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Với mực nước lớn có nguy cơ xảy ra ngập úng trên các khu vực có địa hình thấp trũng và khu vực ven sông chính thuộc vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Trước diễn biến phức tạp của triều cường, mưa lũ những ngày qua, nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tranh thủ thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Theo nhiều nông dân, nếu đúng lịch, một tuần nữa mới thu hoạch, nhưng nhiều hộ quyết định cắt sớm vì sợ mưa dông, triều cường ngập úng, thiệt hại nặng. Tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, các lỗ nông trồng lúa vụ 3 cũng liên tục thâm đồng. Nhiều trường hợp đã thu hoạch lúa sớm hơn lịch trình để tránh bị ngập úng, thiệt hại nặng do triều cường mưa lớn. Theo thống kê của ngành nông nghiệp các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến nay toàn vùng đã thu hoạch khoảng 339.305 ha, tương đương 48% diện tích xuống giống. Riêng tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh đã thu hoạch vụ lúa thu đông trên 13.000 ha, đạt gần 40% diện tích gieo trồng vụ thu đông, năng suất trung bình ước đạt 5,7 tấn 1 ha. Rạng sáng nay, lượng mưa ở Đà Nẵng có nơi lên đến hơn 155mm, khiến hàng loạt tuyến phố ngập nửa mét, ô tô xe máy phải chạy bộ. Theo thống kê, tổng lượng mưa trong 3 giờ tại các quận, huyện phổ biến từ 40-130mm, riêng trạm khí tượng Đà Nẵng là 143mm, suối đá bán đảo Sơn Trà 155mm. Lúc 4 giờ đến 5 giờ, mưa lớn xuất hiện ở khu vực ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và trung tâm thành phố như quận Hải Châu, Thanh Khê, khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập. Trên phố Lê Duẩn nối quận Thanh Khê với Hải Châu, hàng loạt ô tô xe máy phải đẩy bộ qua đoạn ngập 0,5m từ đường Hoàng Hoa Thám đến Ông Ích Khiêm. Nhiều người phải chạy xe lên vỉa hè. Đến 7 giờ, phố Lê Duẩn vẫn còn nhiều đoạn bị ngập, giao thông hỗn loạn do đúng thời gian cao điểm người dân đi làm, phụ huynh chở con đến trường. Tương tự, các tuyến phố Hàm Nghi, Quang Trung cũng chìm sâu, giao thông ùn tắc. Các tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, quận Hải Châu, nước dâng cao 0,3 đến 0,5m. Hàng loạt trường học ở trung tâm thành phố như trường tiểu học Trần Công Vân, quận Thanh Khê, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu đã phát thông báo cho học sinh nghỉ học. Nhiều nhà dân ở vùng thấp trũng bị nước tràn vào. Tại hội thảo an toàn giao thông xe máy mới đây, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đến tháng 9, cả nước đã có 77 triệu xe máy đăng ký, đưa tỷ lệ sở hữu xe máy trên 1.000 dân tới 770 xe, thuộc hàng cao nhất thế giới. Mặc dù các địa phương có nhiều kế hoạch hạn chế sử dụng, nhưng xe máy vẫn là phương tiện đi lại của số đông người dân Việt Nam, chiếm 85-90% lưu lượng phương tiện trên đường và liên quan tới 60-70% số vụ tai nạn. Trong đó, hiện tượng trẻ dưới 16 tuổi điều khiển xe hai bánh gặp tai nạn giao thông. Đặc biệt, nhóm thanh thiếu niên 16-18 tuổi được điều khiển xe máy dung tích dưới 50 phân khối một cách hợp pháp, trong khi nhóm này vẫn thiếu kiến thức và thiếu kỹ năng điều khiển. Luật trật tự an toàn giao thông yêu cầu nhóm trẻ này phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện, đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe. Tuy nhiên, thế nào là hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ và có kỹ năng điều khiển xe còn đang bỏ ngỏ. Ông Minh cho rằng thanh thiếu niên khi tham gia giao thông cần các kỹ năng không quá phức tạp như tốc độ, quan sát khi chuyển hướng, tránh điểm mù của xe khách, xe tải. Nội dung này có thể được các trường học giảng dạy trong 1 đến 2 ngày hoặc phụ huynh dạy trẻ lý thuyết và thực hành kỹ năng lái xe. Để học sinh hiểu biết quy tắc giao thông và có kỹ năng lái xe, ông Minh đề xuất nhóm trẻ từ 16 đến 18 tuổi được kiểm tra lý thuyết và cấp chứng chỉ giấy phép lái xe. Nhà trường có thể kết hợp với cơ quan cảnh sát giao thông, cơ sở đào tạo tổ chức thi. Cơ quan chức năng có thể ban hành tài liệu hướng dẫn cơ bản để gia đình tham khảo, hướng dẫn trẻ và nhà trường tổ chức thi. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023 có khoảng 2.300 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong và bị thương do tai nạn giao thông, trong đó khoảng 1.000 trẻ tử vong. 80% nhóm này rơi vào độ tuổi 15-18. Quy định người lái xe máy điện, xe gắn máy dưới 50 phân khối phải qua sát hạch để cấp bằng lái xe từng được đưa vào dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi. Quốc hội sau đó quyết định tách luật giao thông đường bộ
thành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cả hai bộ luật được ban hành đều không có nội dung quy định cấp bằng hay sát hạch người lái xe máy dưới 50 phân khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức tập trung phối hợp thực hiện, đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng các nội dung hoạt động giai đoạn từ nay đến Tết Dương lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nỗ lực tăng tốc thực hiện, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, trong đó có giải ngân đầu tư công. Trong phát huy tinh thần năng động, ý tưởng sáng tạo trong từng hoạt động kỷ niệm phù hợp tình hình thực tế, hướng trọng tâm về người dân, phục vụ người dân, gắn các hoạt động kỷ niệm với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong từng hành động, việc làm, từng nơi, từng khu dân cư, đường phố. Qua đó để người dân nhận thấy chất lượng cuộc sống thành phố ngày càng được nâng cao, tự hào về những thành tựu của thành phố có sự đóng góp của mình. Tiếp tục tham gia góp phần chung tay cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa Thể thao chủ trì phối hợp xây dựng đề án đặt tên đường, trong đó nghiên cứu đặt tên đường 30 tháng 4 tại cửa ngõ phía Đông Bắc hướng từ các tỉnh Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với các đơn vị có liên quan lựa chọn nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ tiêu biểu phục vụ lễ kỷ niệm. Hôm nay 5 tháng 11 theo giờ địa phương, 170 triệu cử tri Mỹ chính thức bầu chọn tổng thống thứ 47 với hai ứng viên là ông Donald Trump, 78 tuổi và bà Kamala Harris. Ba thị trấn ở bang New Hampshire gồm Deerfield North, Hart's Location và Mansfield là những điểm đầu tiên mở cửa cho người dân đi bỏ phiếu từ 0 giờ ngày 5 tháng 11, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội. Phần lớn các bang bắt đầu mở cửa địa điểm bỏ phiếu từ 6 giờ. Tại một số khu vực bang Vermont, cử tri có thể đi bỏ phiếu sớm nhất vào lúc 5 giờ. Ở bang Iowa, người dân một số hạt phải chờ tới trưa mới được bỏ phiếu, phụ thuộc vào quyết định của các quan chức bầu cử địa phương. Việc bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày thứ ba sau thứ hai đầu tiên trong tháng 11 là truyền thống đã có từ 180 năm trước và duy trì cho tới ngày nay. Mỹ có khoảng 244 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu năm nay, trong đó hơn 74 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm. Quá trình kiểm phiếu năm nay được cho là sẽ nhanh hơn nhiều so với năm 2020, khi nhiều bang mất thời gian kiểm phiếu qua thư do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. 4 năm trước, truyền thông Mỹ phải mất 4 ngày sau ngày bầu cử mới xác định được người chiến thắng. Theo thông lệ, các cuộc thăm dò trên toàn quốc và ở các bang chiến trường cho thấy, tỷ lệ ủng hộ giữa ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris rất sát sao, có thể dẫn tới kịch bản kiểm phiếu lại ở một số nơi. Năm nay, việc các bang chú trọng yếu tố chính xác, an toàn trong quá trình kiểm phiếu có thể làm chậm thời gian công bố kết quả, khiến ứng viên chiến thắng nhiều khả năng sẽ chưa được xướng tên trong đêm 5 tháng 11. Giới chuyên gia nhận định tổng thống đắc cử chỉ có thể được xác định vào sáng ngày 6 tháng 11. Ngay trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, Triều Tiên được cho là đã phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS rạng sáng nay cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo quả đạn của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này và không gây thiệt hại. Giới chức Hàn Quốc trước đó nhận định Triều Tiên có thể tăng cường phô diễn sức mạnh quân sự quanh thời điểm Mỹ bầu cử tổng thống để thu hút sự chú ý. Cơ quan tình báo quân đội Hàn Quốc tuần trước còn đánh giá Triều Tiên có thể đã hoàn tất chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ bảy. Động thái diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoàng Sơn 19 mạnh nhất thế giới hôm 31 tháng 10. Triều Tiên cho rằng vụ thử tên lửa là hành động quân sự phù hợp, đáp ứng được mục đích thông báo cho các đối thủ về ý chí đáp trả. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích. Ba nước diễn tập chung ở vùng biển phía đông đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc hôm 3 tháng 11. Bà Kim Jong-un, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích cuộc diễn tập là hành động thù địch, gây hấn nguy hiểm, cho thấy tính hợp pháp và cấp bách khi Triều Tiên theo đuổi chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân.